thuyền trưởng không bằng lái để ngã ba cảnh sát giao thông xuống dòng nước xiết. Không có giấy phép nhưng Nguyễn Văn Thình lại điều khiển phương tiện thủy không biển kiểm soát trên sông Linh Cơ. Khi bị cảnh sát giao thông phát hiện, Thình đã xô đẩy ngã ba cảnh sát giao thông xuống dòng nước chảy xiết. Chiều ngày 7 tháng 3 năm 2022, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Thình, sinh năm 1988, trú tại xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng phục vụ điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ. Không có giấy phép điều khiển phương tiện thủy theo quy định nhưng Nguyễn Văn Thình lại ngang nhiên điều khiển phương tiện thủy không biển kiểm soát di chuyển trên sông Ninh Cơ. Khoảng 13 giờ 30 phút ngày mùng 3 tháng 3 năm 2022, tổ tuần tra kiểm soát sông Ninh Cơ của đội cảnh sát giao thông đường thủy, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Nam Định gồm 3 đồng chí, thiếu tá Đặng Hữu Trường, tổ trưởng tổ tuần tra kiểm soát, trung tá Trịnh Lê Hưng và trung úy Vũ Tiến Đạt làm nhiệm vụ trên sông Ninh Cơ thuộc địa phận xóm chính xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng theo kế hoạch. Khi tuần tra kiểm soát đến km 28 cộng 600 sông Ninh Cơ, tổ tuần tra kiểm soát phát hiện Nguyễn Văn Thình điều khiển phương tiện vận tải thủy không biển kiểm soát di chuyển trên sông và ra tín hiệu, yêu cầu phương tiện thủy cập bờ để kiểm tra. Nguyễn Văn Thình đã không chấp hành hiệu lệnh. Tổ tuần tra kiểm soát áp sát phương tiện thủy do Nguyễn Văn Thình điều khiển và yêu cầu cập bờ, kiểm tra. Khi các thành viên tổ tuần tra kiểm soát lên thuyền kiểm tra, Nguyễn Văn Thình đã có hành động chống đối. Đại ngã ba đồng chí cảnh sát giao thông đường thủy xuống lòng sông Ninh Cơ, nơi xảy ra vụ việc cách bờ phải sông Ninh Cơ 120m, mặt sông rộng 280m. Thời điểm ba đồng chí cảnh sát giao thông đường thủy bị xô ngã xuống sông, dòng nước chảy xiết. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, ba đồng chí thuộc tổ tuần tra kiểm soát tuyến sông Ninh Cơ, phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Nam Định đều mặc quân phục cảnh sát giao thông đường thủy đúng điều lệnh. Hành vi của Nguyễn Văn Thìn có dấu hiệu của tội chống người thi hành công vụ. Sau khi bắt giữ Nguyễn Văn Thìn, tổ tuần tra kiểm soát tuyến sông ninh cơ phòng cảnh sát giao thông đã bàn giao đối tượng cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nghĩa hưng tiếp nhận điều tra xử lý theo thẩm quyền cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nghĩa hưng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nguyễn văn thình để phục vụ điều tra